Thưa quý vị, trong không khí hân hoan của những ngày đầu xuân Quý Mão 2023, cùng với các địa phương trên cả nước, sáng nay ngày 8 tháng 2, 1.308 thanh niên ưu tú trên toàn địa bàn thành phố Đà Nẵng hăng hái lên đường nhập ngũ, phục vụ trong quân đội và lực lượng công an nhân dân. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Dinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Quân khu 5, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tham dự và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc. Thưa quý vị, ngày hội tòng quân là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là dịp để thế hệ trẻ thể hiện trách nhiệm của mình đối với đất nước. Với ý nghĩa đó, những tân binh tại thành phố Đà Nẵng ngày hôm nay lên đường với khí thế, sức trẻ và khao khát cống hiến, nỗ lực phát huy truyền thống, quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vững chắc trong tình hình mới. Năm nay, thành phố Đà Nẵng được giao tuyển chọn và gọi 1.308 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Trong đó, 1.012 thanh niên giao cho 7 đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, 5 đơn vị thuộc Quân khu 5 và 296 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Phát huy truyền thống của cha anh, trong nhiều năm qua, tuổi trẻ Đà Nẵng luôn sẵn sàng quyết tâm hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Các tân binh lên đường làm nhiệm vụ hôm nay sẽ là những người nối tiếp truyền thống của các thế hệ bộ đội Cụ Hồ, không ngừng phấn đấu rèn luyện, ra sức học tập, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Và lúc 4 giờ sáng nay, em đã dậy để chuẩn bị đồ đi nghĩa vụ. Em rất là, trong người em đang là rạo rực và háo hức trước khi lên đường nhập ngũ 2023. Khi nhận được thông báo trúng tuyển thì trong tâm trí em rất vô cùng là nôn nóng và vô cùng là háo hức, mong tới ngày có thể được nhập ngũ để có thể là cống hiến một chút sức lực của mình cho đất nước. Rất là hào hứng và rất là phấn khởi khi được góp phần một ít gì đó cho nước nhà cũng như là cho quận ngũ Quỳnh Sơn của chúng ta đây. Không chỉ có các bạn nam thanh niên hăng hái tòng quân, đặc biệt năm nay thành phố Đà Nẵng có đến 13 bạn nữ tình nguyện lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân. Em đam mê về quân đội và công an từ nhỏ. Thì bây giờ nghe tin là thành phố Đà Nẵng có tuyển nữ thì em đăng ký và em may mắn là em là một nữ duy nhất em trúng tuyển. Thì em rất cảm giác bây giờ thì em rất là hồi hộp và có phần vui. Thực hiện nghĩa vụ quân sự năm nay, đông nhất là huyện Hòa Vang với 225 thanh niên nhập ngũ. Thấp nhất là quận Ngũ Hành Sơn với 106 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ. Các quận khác, Hải Châu có 219 thanh niên, Thanh Khê có 226 thanh niên, Sơn Trà Liên Chiểu có 179 thanh niên và Cẩm Lệ có 171 thanh niên. Đông đảo người thân, gia đình, bạn bè của các tân binh đã đến động viên và đặt nhiều kỳ vọng ở các tân binh. Tôi là ở Sa Bác, cháu đây là ở thôn Nam Mỹ. Tôi muốn các em và các cháu để làm nhiệm vụ tốt để bảo vệ đất nước và tổ quốc mình. Lần thứ tư là hát, là bốn người đều đi hát, cho nên là cô cũng tự hào là để cho con mình lên đường nhập ngũ để bảo vệ tổ quốc, để là một người thanh niên thiêng liêng của đất nước. Cho nên là gia đình cô là rất vui và khuyến khích tinh thần em để lên đường nhập ngũ và hoàn thành nhiệm vụ. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, năm nay các thanh niên được tuyển chọn có sức khỏe loại 1 là 76 công dân, chiếm 7,5%. Sức khỏe loại 2 là 375 công dân, chiếm 37,1%. Có 654 công dân tốt nghiệp trung học phổ thông, chiếm 64,6%. 161 công dân trình độ trung cấp, cao đẳng đại học, chiếm 15,9%. Một đảng viên và 5 cán bộ công nhân viên. Có thể khẳng định tân binh của thành phố Đà Nẵng năm nay đảm bảo về số lượng và chất lượng. Qua đó góp phần xây dựng lực lượng vũ trang ngày một vững mạnh. Công tác tuyển quân năm 2023 so với những năm trước đây thực sự là hết sức là chất lượng. Thanh niên năm nay được tuyển chọn hết sức chặt chẽ ở cơ sở và Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp đã chủ động triển khai tất cả các cái phương án đảm bảo tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Hiện nay thì số lượng thanh niên lên đường nhập ngũ đã được chọn lựa và cho đến giờ phút này thì tất cả các đơn vị trên toàn thành phố đã chủ động và đảm bảo được công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Đến 8 giờ 30 phút sáng nay, ngày 8 tháng 2, lễ giao nhận quân tại các địa phương, quận, huyện đã kết thúc. Các tân binh lên đường về đơn vị đảm bảo trang trọng và an toàn tuyệt đối.
Với truyền thống anh dũng kiên cường của quê hương Đà Nẵng, chắc chắn ở đơn vị mới, các thanh niên ưu tú của thành phố sẽ phát huy truyền thống địa phương, an tâm tư tưởng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với phương châm đúng thời trang, đảm bảo nhanh gọn, đủ chỉ tiêu, tiết kiệm và an toàn nhưng vẫn đảm bảo trang trọng, lễ giao nhận quân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã diễn ra thành công tốt đẹp, tạo một không khí hân hoan phấn khởi, góp phần tiếp đỡ truyền thống, cổ vũ tinh thần cho thanh niên lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.